Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, thường thường thì các bác hay hỏi em là giữa đôi Pioneer và đôi JBL thì đôi nào nghe hay hơn, hoặc là giữa đôi Pioneer, đôi JBL và đôi Boss đôi nào nghe hay hơn. Thì hôm nay em sẽ làm cái video em test và so sánh luôn ba bốn cái dòng loa này cho các bác cùng nghe nhé, bốn cái dòng loa chép này. Đấy. Đầu tiên sẽ là loa chép Pioneer nhé, loa siêu chép Pioneer nhé. Và khi mà đấy thì em sẽ cho nó chạy lại từ đầu nhé. Đây. Đây là chép Pioneer nhé. Vâng, và tiếp theo em sẽ đấu đôi JBL vào nhé. Vâng, và xin kính mời các bác cùng nghe. Dạ vâng, và bây giờ em sẽ đấu tiếp đôi bô vào. Xin kính mời các bác cùng lắng nghe. Vâng, và đấy là đấy là ba đôi đấy là ba đôi chép mà hiện tại bây giờ cửa hàng em đang cực kỳ là hot và được các bác đón nhận rất là nhiều. Và tiếp theo thì em sẽ đấu
một đôi loa chép bô. Và đôi loa chép này thì nó sẽ là đôi loa chép mảng giấy. Đấy. Và ba cái đôi mà em vừa test xong thì các bác hãy đeo tai nghe vào và lắng nghe và cảm nhận, và chúc các bác chọn được cho mình một cái đôi chép mà nó vừa ý và nó hay nhất do các bác cảm nhận. Và bây giờ em sẽ đấu đôi loa chép bô mảng giấy vào nhé. Dạ vâng, và vừa rồi là em đã đánh đôi bô bằng giấy. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, đó là 0912401166. Và các bác cũng có thể liên hệ với em qua Zalo, 0912401166 hiển thị ở trên màn hình của quý vị và các bác luôn nhé. Các bác nào đang xem video mà chưa ấn đăng ký kênh thì các bác hãy ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Còn bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video mới, những video tiếp theo.